Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, liên quan đến cuộc xung đột giữa Nga với Ukraine, mới đây nhất quân Nga tiến hành tấn công dọc theo tiền tuyến và tiến sâu vào các vị trí phòng thủ của Ukraine. Cụ thể, Nga đã phá hủy kho nhiên liệu của Ukraine ở gần Konstantinovka và kho đạn ở khu vực Starista, khiến nước này bị thiệt hại khá nặng nề. Cụ thể, trong ngày 12 tháng 11, quân Nga đã tấn công vào kho nhiên liệu của Trung tâm Hậu cần số 81 thuộc lực lượng vũ trang Ukraine đã bị phá hủy ở gần Konstantinovka. Tại vùng Kharkov, kho đạn của Lữ đoàn Bảo vệ lãnh thổ số 113 ở khu vực Starista cũng bị hỏa lực Nga tấn công và phá hủy. Trên phần lãnh thổ do Kiev kiểm soát ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, một cuộc tấn công đã được thực hiện nhằm vào vị trí của Lữ đoàn tấn công đường không số 72 thuộc lực lượng vũ trang Ukraine ở Antonovka. Theo dữ liệu sơ bộ, trong những giờ chiến đấu những ngày qua, tổng thiệt hại của lực lượng vũ trang Ukraine lên tới 12 người thiệt mạng và bị thương, 6 đơn vị xe bọc thép, trong đó có một xe tăng và một số pháo giã chiến. Ngoài ra, chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine không có sự thay đổi đáng kể nào trên tiền tuyến, ngoại trừ Avdiivka, nơi đang diễn ra các sự kiện quan trọng. Ở hướng Kupiansk, giao tranh đã lắng xuống, phần lớn là do điều kiện thời tiết xấu đi, mưa lớn khiến khu vực này trở thành một bãi lầy lội. Tuy nhiên, điều này không ngăn cản quân đội Nga chiếm giữ một số thành trì của lực lượng vũ trang Ukraine. Trong 2 tháng qua, Bộ Chỉ huy lực lượng vũ trang Ukraine đã mất một số lượng đáng kể các đơn vị tốt nhất trong khu vực này. Quyết định tấn công theo hướng này đã dẫn đến tổn thất nghiêm trọng cả về nhân sự và trang thiết bị. Trong khi đó, quân đội Nga thể hiện khả năng phục hồi cao và củng cố vị trí của mình. Việc tăng cường các vị trí phòng thủ của quân đội Nga cùng các hoạt động hiệu quả của pháo binh và máy bay không người lái đã khiến việc tiến quân của quân Ukraine trở nên vô cùng khó khăn. Thống đốc vùng Zaporizhia Yevgeny Balitsky cho biết, cuộc phản công của lực lượng vũ trang Ukraine theo hướng Zaporizhia đã bị chặn đứng hoàn toàn. Điều này đã tạo cơ hội mở đường cho quân Nga. Lực lượng vũ trang Ukraine đã kiệt sức và bị chặn đứng hoàn toàn. Kế hoạch của lực lượng vũ trang Ukraine tiến tới biển Azov và cắt hành lang đất liền tới Crimea đã bị thất bại. Theo vị thống đốc này cho hay, trong những ngày qua, lực lượng vũ trang Nga đã tiêu diệt hơn 5 xe tăng Leopard của Đức theo hướng Zaporizhia. Hầu hết đều bị phá hủy bởi máy bay không người lái Lancet và Kamikaze. Ông Balitsky bày tỏ tin tưởng quân đội Nga sẽ kiểm soát hoàn toàn Zaporizhia trong thời gian tới. Điều này sẽ có tác động tích cực đến nền kinh tế của toàn khu vực. Nhóm quân Nga cùng với hệ thống hàng không, pháo binh và súng phun lửa hạng nặng đã đẩy lùi 3 cuộc tấn công của các nhóm xung kích thuộc Sư đoàn Cơ giới 117, Sư đoàn 46, các lữ đoàn cơ động trên không của lực lượng vũ trang Ukraine và lữ đoàn số 3 của lực lượng vệ binh quốc gia Ukraine trong khu vực Verbovoje và Rabotino. Giới quan sát đánh giá, các lực lượng vũ trang Ukraine tập hợp để phản công ở Zaporizhia trên thực tế đã kiệt sức. Trong 3 hoặc 4 tuần qua, lực lượng vũ trang Ukraine đã tiến hành các cuộc tấn công bộ binh mà không có xe bọc thép. Kết quả là không đạt được thành công. Thêm vào đó, các cuộc tấn công hiện tại của lực lượng vũ trang Ukraine không còn mang tính đột phá. Ngay cả khi họ cố gắng tiến lên, lực lượng vũ trang Nga sẽ phản công. Các hành động quân sự của phía Ukraine trở nên vô nghĩa. Hiện tại, Bộ Chỉ huy lực lượng vũ trang Ukraine không thể đưa ra cho quân đội một giải pháp thay thế và một kế hoạch hành động thích hợp. Các nguồn lực sẵn có trên thực tế đã cạn kiệt. Mỗi lần bổ sung lực lượng tiếp theo đều vơi bớt đi động lực, ít được trang bị kỹ năng hơn và làn sóng binh lính đầu hàng nhiều hơn. Tình hình trong quân đội Ukraine trở nên tồi tệ hơn sau những phát biểu của Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Valery Zaluzhny về bế tắc ở mặt trận. Chuyên gia quân sự Boris Rosin cho biết, lực lượng vũ trang Ukraine tiếp tục các cuộc tấn công lẻ tẻ ở các khu vực, nhưng ít dữ dội hơn trước và được thực hiện theo nhóm nhỏ. Lực lượng vũ trang Ukraine không có cơ hội đột phá tới Tokmak hoặc Pologi. Hiện lực lượng vũ trang Ukraine đã tập hợp lại quân đội, chuyển một số đơn vị sang các hướng khác, đặc biệt là đến Adiskoye, Kupianskoye, Uledarskoye. Trong khi đó, chuyên gia quân sự Mikhail Onufienko nhận định, việc ngăn chặn cuộc phản công của lực lượng vũ trang Ukraine ở Zaporizhia là một sự kiện được mong đợi. Một trong 5 hướng tấn công mà Bộ Chỉ huy Ukraine đặt ra đã hoàn toàn vô nghĩa. Theo vị chuyên gia này phân tích, lực lượng vũ trang Ukraine có thể chuyển lực lượng lớn từ hướng Zaporizhia sang hướng khác không? Họ có thể, nhưng đã quá muộn. Giao tranh đã kéo dài quá lâu, tiền tuyến đã ổn định, tuyến phòng thủ đã chuẩn bị sẵn sàng. Lực lượng vũ trang Ukraine có thể nhanh chóng điều quân, chẳng hạn như đến hướng Kupiansk. Trong trường hợp này, Nga có thể rời khỏi các vị trí và tiền tuyến về phòng thủ của mình đã được chuẩn bị kỹ lưỡng và kiên cố. Trong điều kiện như vậy, quân đội Ukraine có thể tạo ra một tuyến phòng thủ khác. Do đó, lực lượng vũ trang Nga có thể lợi dụng tình hình và tiến hành một cuộc tấn công chiến lược sâu vào mặt trận.
Nga cần phải tấn công vào ngã ba vùng Kharkov và Sumy, tiến đến Donetsk với vòng vây toàn bộ tập đoàn quân địch đóng tại đây. Sau đó, lực lượng vũ trang Nga cần phải phá hủy tất cả các cây cầu bắc qua sông Donetsk để cắt đứt khả năng tiếp tế của Ukraine. Kiev sẽ không vận chuyển được nhiều thông qua cầu phao. Hơn nữa, những công trình như vậy phần lớn cũng đã bị phá hủy. Trong một phát biểu mới đây, cả Nga và Ukraine tuyên bố đã sẵn sàng cho cuộc xung đột trong mùa đông năm 2023. Tuy nhiên, cả hai bên đều gặp nhiều khó khăn trong điều kiện mùa đông. Tổng thống Zelensky nói quân đội Ukraine đã sẵn sàng cho cuộc chiến trong mùa đông khắc nghiệt với binh lính Nga. Quân đội Ukraine và Nga đang chuẩn bị cho một giai đoạn mới của cuộc xung đột khi cái lạnh buốt giá của mùa đông đang đến gần và nhiệt độ trung bình chỉ dao động từ âm 4,8 đến 2 độ C. Nhiệt độ đóng băng đôi khi xuống tới âm 20 độ C có thể cản trở hoạt động của các vũ khí và trang thiết bị. Đạn dược có thể giảm tính năng chiến đấu và độ chính xác, nghĩa là cần số lượng nhiều hơn. Sự hao mòn của thiết bị cũng sẽ tăng lên, trong khi tuổi thọ của vũ khí giảm xuống và đòi hỏi phải thường xuyên bảo trì. Máy bay không người lái, đặc biệt là loại nhỏ mà quân đội Ukraine đang sử dụng sẽ gặp khó khăn trong quá trình vận hành khi nhiệt độ xuống thấp, đồng thời gió hoặc tuyết cũng sẽ làm giảm khả năng trinh sát của loại UAV này. Những điều kiện thời tiết mùa đông cũng sẽ hạn chế khả năng cơ động của các phương tiện hạng nặng như xe tăng và pháo, đặc biệt là pháo kéo. Điều này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động quân sự, bởi tính cơ động đóng vai trò quan trọng trong tác chiến. Thời tiết mùa đông khả năng cao sẽ đóng băng tiền tuyến theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Ngoài những ảnh hưởng về thể chất, thời tiết ẩm ướt và lạnh giá cũng có thể ảnh hưởng đến tinh thần của binh sĩ. Mặc dù đây là một yếu tố tâm lý, nhưng không nên đánh giá thấp tầm quan trọng của nó, bởi điều đó có thể ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả chiến đấu. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố nước ông sẵn sàng tiếp tục các hoạt động quân sự trong mùa đông. Trong khi đó, các quan chức Nga cũng khẳng định họ cũng đã chuẩn bị cho tác chiến mùa đông khi Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu đã đến thăm một đơn vị quân đội Nga đóng quân ở miền nam Donetsk để kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu. Nếu cơ sở hạ tầng năng lượng được bảo vệ, phía Ukraine khẳng định họ sẽ không gặp phải khó khăn nào. Người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự Ukraine, ông Kirilo Budanov cho biết mùa đông sẽ không ảnh hưởng đến Ukraine và Nga vì cả hai bên đều đã quen với điều đó. Trong khi đó, Nga đã nỗ lực đáng kể để đảm bảo cho quân đội có thể hoạt động ở điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Nhiều năm qua, họ đã được triển khai tới Bắc Cực để tiến hành các cuộc tập trận. Chủ đề về chiến tranh mùa đông cũng được thảo luận rộng rãi trong các quan chức quân sự Nga. Các nhà phân tích phương Tây và Nga đều cho rằng, trong mùa đông, cả Nga và Ukraine sẽ tiến hành các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào cơ sở hạ tầng và các tuyến đường tiếp tế quan trọng ở phía sau tiền tuyến. Nhưng kế hoạch này có tác động như thế nào và các cuộc giao tranh lớn sẽ diễn ra ở đâu vẫn là điều chưa rõ ràng. Có thể thấy rằng cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm và ngừng lại. Những thông tin mới nhất liên quan đến cuộc xung đột này sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong các video. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.